Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Vợ chồng mình hôm nay cũng sẽ tiếp tục đi thăm câu nha. Địa điểm cũng là Dầm Đầm. Dầm Đầm Đông Lại là Dầm Đầm Thẳng Tiến nha cả nhà. Đang mặn ăn được ở ngoài Dầm Đầm. Thì vợ chồng mình cũng vừa ra tới địa điểm luôn đó. Anh chồng mình cũng vừa dớt được cái miệng giềng lên. Đang bắt đầu là chuẩn bị cuốn nha. Hôm nay cũng nay đi hơi chưa chưa nay đi tới gần 7 giờ lên cả nhà mới ra tới đây. Thì ngày mới vợ chồng mình xin chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe, rằng là hạnh phúc và luôn thành công trong công việc của mình. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình để mà cuốn câu nha. Để xem hôm nay thành quả cuốn câu ở ngoài sông Dầm Đầm như thế nào nha cả nhà. Có mấy lưỡi không ơi? Ủa cũng thả qua như thả hôm qua thăm lại bên này rồi mà thả tiếp hả? Thấy được nên anh chồng mình tiếp tục thả tiếp nha. Lúc này thì hết màu mà chưa có cá. Hôm nay sáng ngày nắng quá. Mấy bữa nay, 3-4 bữa nay là liên tiếp đánh ở ngoài sông Dầm Đầm này. Giờ gặp nữa. Ngày gặp hoài. Vô không? Vô không? Có vợ chồng anh này đi đặt cù đá cả nhà. Có ông hay vậy? Dạ. Dạ. Tháng năm sớm vậy là vậy rồi, tháng năm sớm thả dây vậy rồi nhớ đâu thấy gì đâu cô đá hả? Ờ giữ ta đặt cô tại game mà không có luôn, tại game mà làm có đó đặt cô đá rồi không có cô đá rồi đó. Cái đầu tiên thì cũng có phèn con cái gì anh nói con cái phèn hay gì đó không phải luôn nữa hả? Cái út mà tại vì nó mẹ cái út rồi cha cá phèn đó. Cái đầu tiên trời ơi chán hay ghê chứ cái út nó chẹo à. Ê con đầu tiên nó lên đâu lên cá nhỏ quá đấu sự tệ như vậy anh. Cái đầu tiên của chúng ta nha cả nhà. Anh yêu bự quá không có mà cá ngát nào vậy ta, hơi lâu rồi đó nha, hơi là lưỡi là nhiều rồi đó, dày vậy đó. Mồi của vợ chồng mình cũng vẫn là mồi còng nha, còn một sạp xuống rồi bộ thục qua nhiều lắm hả? Thục thục để dành nè à. Sợ quá à. Có vô thục để dành nữa. Biết rồi. Bữa nay bữa nó hết thả câu được rồi. Mà chắc đi bắt ốc hương anh ơi. Quay rồi đi bắt ốc hương đi. Cha vợ chồng mình tính vậy rồi cá tính trên sông tính vợ chồng mình bắt hết không để cha bắt hay gì. Rồi vậy giờ bữa đây. Bữa nay cuốn lên thôi nghĩ về bữa đi. Ngày qua ta thả không thả lề bên kia kìa. Đổ qua đổ lại cá bữa nay nó đi lề bên này, mai nó đi lề bên kia. Đi có lề. À anh nói cua à, anh nói, em nghe nó dính hai con tới nó dính cá. Ồ vậy đó hả? Ôi gắt kìa ông ơi, mênh mông luôn ông ơi. Quá cả nhà ơi, ô nhiễm môi trường quá. Trời ơi gác ở đâu không biết nó trôi về coi kìa. Ghê quá. Con cá ngát đầu tiên nha, cục vàng nha, cục vàng của chúng ta, cả nhà của chúng ta. Khi bên chồng mình cục vàng rất là quen miệng.
Ơi, ngon lành luôn. Em cái ngắt lên xuồng. Quá đã. Quá tuyệt vời. Nói sao? Vậy. Từ tới phải ông bơi gần gần đi review kết thành quả ổng rồi. Ta đi thăm cô đá cả nhà. Thăm gì đó cô chú? Dạ. Cô có mấy kilo chưa? Mấy con hả? Ủa, mở tôi có việc cho tôi dành có mấy bữa xong nó gác quá thôi vậy. Bây giờ nước ít chảy nè, cũng đỡ nè, phải vô nước nó chảy dính nó dữ. Mà bên kia người ta cũng thăm, vợ chồng cũng thăm, thăm nhất không trời. Bên kia thì giống như lú ẩn ra gặp cũng cua đá luôn nữa. Ờ đúng rồi kìa, thấy kìa, kéo lên kìa. Gác đó. Mấy người khách mà dưới vào bên kia hết đường lên luôn. Trời, hết đường lên. Người nào đi xuống dầm đầm thì đỡ. Đỡ tốn tiền đi. Đỡ tốn xăng. Dính con nãy giờ im ru luôn nha cả nhà. Dính con cá đặt tí nữa hả? Ô, đó, và tới khúc rồi nha, tới khúc rồi các nhà. Trời ơi, dính cá đều tay không, ngon quá. Mình thấy ngoài này là vậy đó, dính cá đều không. Ô, hai em đó ha, tuyệt vời. Nữa rồi. Nè, em qua khúc này nè. Mình cũng nó nữa đó. Vị trí gì nan luôn cả nhà. Dính nữa rồi. Rồi chúng ta thương quá rồi. Dính lên em một em nữa. Ta thương cá quá rồi. Chồng mình than rồi cả nhà, than cá thưa, dính cá dính thưa, không có dính liên khúc nữa rồi. Hôm nay trước mắt là phải thắt thu rồi nha cả nhà chúng ta. Ở trên xuồng có mấy con cá thôi, 3, 2 là 5 con rồi cả nhà, 5 con. Mà có một con là nãy mình máy hết pin, mình thay pin nên mình không có quay được cả nhà ơi. Rồi sao? Không thấy cái giật gì luôn. Không nói nãy giờ mà không thấy cái giật luôn. Thất thu trầm trọng luôn nha. Không phải nhẹ đâu. Bữa trước đánh cái lệ bên này rồi, tao muốn đánh là đánh lệ bên kia đi, không đánh lệ mới chịu à. Cá trong thì cá trong khang nói chung ra nhiều năng hết trơn rồi, từ từ nó mới vô nữa.
nó cá măng ếch luôn. Ê, cái kênh này sao hay có cá măng ếch quá hết ta. Cá măng ếch nhóc, cá măng ếch lên xuồng ở nhà nó kêu như ếch vậy đó, cái nó mới được có cái tên là cá măng ếch. Nó về vớ. Cá đó chứ mắc tiền lắm đó, mà không có dính nhiều chứ bộ giỡn đâu. Cá đó 200 ngàn với lô đó cả nhà. Lạc rồi hả? Rồi chắc chết rồi quá. Thì cái bữa đó là em thấy là nó muốn lật rồi. Em thấy nó muốn lật rồi. Nay là mình thấy vậy chứ là nửa thùng rồi đó. Thu rồi kéo nhanh nhanh đi. Xa dữ lắm hả? Những cái bự lâu đó, cái khủng lâu. Anh biết tại sao bữa nay cái lệ bên này dính cái ếch không? Có người ta trên đất ta quăng câu kìa. Ổng quăng câu, ổng bắt cá hết trơn rồi, còn đâu nữa tới mình. Vậy mà dính cách đó. Ổng mang cá từ những giòm vậy, có một chỗ một. Như đây chứ chuyện ký cá như gì anh? Dữ vậy ta, chắc cái ngoài cái hiện mấy cái ngoài thường bữa cũng 5-6 ký, thường bữa 5-6 ký đó. Bữa nay giờ này rồi mà về nó con bự bự nữa thôi. Có rồi ông. Mấy bữa lượng bữa bển muốn hai con liên tục mình sợ nó rớt đó. Cái gì vừa gì dễ bán không ngon, bự dễ bán. Nhiều khi bự quá ta cũng ngán tiền, nhỏ quá thì ta chê không có thịt. 600-700 gram, 500-600 gram là dễ bán nhất. Tại vì chưa móc rồi tôm mà. Móc rồi gì? Có thả, em thả mà còng. Cũng hay quá kìa kìa. Nằm sát đất ấy. Chưa, cũng hên. Nãy giờ giật
có 100 lần nữa mà tại tao mà không có duyên. Cá ngát hả con? Cá ngát chú ơi. Nhiều không? Dạ, dạ đâu dựng ký đâu à. Hôm nay ít xíu à. Con cá này cá đủ nè. Dạ, nó sên cá giạt đi hết. Con cá bự mà. Tháng sau á. Nãy giờ coi những cá này bự nhất rồi. Liên liên vậy đó hả ta? Ừ, nó có giật quải luôn mà. Nó đi chang mà cái gì chang. Thôi khả như ngày xưa mình còn cá chốt vậy. Mà cá chốt ăn ngon hơn cá út rầy. Thử thử gì đi. Được không? Lên. Rồi. Em gá lên xuồng nha tấm nha. Sợ cái này nó dính hả? Nãy giờ luôn mới đựng con cá này ra hồ mới dí á, ngon lành á. Ký á. Ký xuồng có tự thay đổi nhẹ nha. À. Con đó lên chắc được 2 ký cá. Trên sườn chắc được 2 ký cá rồi. Trên răng. Rồi. Dạ. Dạ gần chú ơi. Dạ. Con lấy sợ xa quá, nó dính khó mò lại. Dính gốc mình cắt. Con gái dính tới tay không hay nha cả nhà. Không được luôn. Ôi, không hay luôn. Ổng không hay mà mình cũng không hay luôn. Thường thường á, mình cũng hay nhìn theo giữa trời lắm. Cái khúc này coi. Vớt vớt lại hả? Chợ xíu nó vô tay ông nội ơi. Nó nhảy quá trời mà. Dính con cá mà vợ chồng không ai hay hết. Nói hai đứa mình ngồi xa quá. Thì cái nhảy phía sau cá ngát cả nhà ơi, không dám ngồi gần ghê, có nguy hiểm lắm. Nó nhảy giữa trời lắm, nó lên một cái nó nhảy tung tăng tung té luôn. Thăm gần xong rồi cả nhà ơi. Em thấy cái nặng nặng tưởng đâu tới mỏ neo rồi chứ. Trời ơi, tới cái phao đặng lửng hả? Kìa, cá luôn kìa. Vì cá gì gốc luôn. Vì cá gì gốc luôn. Ừ. Mấy gì không? Nó giật gì không? Như cho nó ừ. Gốc cả nhà ơi, lên đi ông ơi, khổ dễ sợ. Lại những cái nhỏ rồi còn những gốc nữa.
Gà chắc cũng được nhờ. Không thấy mà thấy còn cá nhỏ không. Giờ mấy em cái bự nói là mấy em cái bự bị anh bắt ngày qua hết rồi, giờ còn em cái nhỏ được không? Đó, hồi ở cái ốc lại luôn, trong cổng kéo về viện từng con cá cả nhà. Lên còn nhóm Ben nữa, là nhóm thấy ghét không, làm có giọng thấy ghét không nữa hay gì. Em nói liên tiếp hai lưỡi nha. Đó, hai lưỡi vậy đó được không? Được cách gáo. Cái giống cá bự nữa nha cả nhà. Quá. Cá không giật luôn trời. Ừ, cá bự mà không giật. Giật nha. Không chị không đi chứ. Vô đây coi. Đó. Ôi ơi quẳng. Quẳng quá. Cẩn thận nó nghe. Lên em một con cá bự quá ngon luôn. Quá đã. Ơi là cá út phải dính nè. Mình đã dễ sợ. Bà cũng mới gặp mông chen. Ồ cả nhà. Rồi. Em cá bự nha cả nhà, mới lên xuồng nha. Ngon lành luôn. Em cá bự lên xuồng cái là cái xuồng cá nhà mình nó có khác khác liền. Sao cái gì, bị sao vấn đề gì, kéo nó nhẹ hả gì, rồi nó cho xuống luôn. Bây giờ mình không nói gì, bị cắt để coi sao nha cả nhà. Cắt là bị mắc cái mỏ neo, hên quá mỏ neo kia chứ không mỏ neo quyền thoại. Cái neo không đổ, em tưởng đâu hết hồn. Thường thường cái mỏ neo không đổ, nó hay nằm cái đầu gốc đằng cuối cùng đó. Hết hồn.
đây chứ cũng cái 3 ký mấy 4 ký cá à. Được. Giờ nhẹ hiều cả nhà ơi, không có mỏ neo gị lại anh chàng mình cái sườn ngồi chỗ kéo lại luôn vậy đó. Tự nó trôi xuống vậy đó. Thì có mỏ neo nó có cái sức gị. Mình kéo đi cái mình gị nó mới lôi theo chiếc sườn theo được. Rồi chắc bị cắt đứt thiệt rồi, mất thiệt rồi, quá mất mỏ neo thiệt rồi. Không có con cá con mắm nào nữa đâu. Chắc không có con cá con mắm nào đeo thêm nữa đâu. Rồi cuối cùng là vợ chồng mình bị mất bỏ neo nha cả nhà ơi. Chắc bị chưa tới, cứ thì đã mất còn gì nữa chưa tới. Bán ra là cá con kìa. Rồi thì không có con cá con mắm nào mà đi theo cái viền câu đó nữa rồi, anh chồng mình kéo nó nhà phao rồi có gì lâu hết trơn. Thành quả hôm nay là có nhiêu đây thôi cả nhà. Được qua bữa trước thì được 8 cá bự, bây giờ chỉ có 6 con thôi nha. Cái miếng cá nhỏ nhỏ. Chắc cũng được 4 ký cá. Thì này mình xin được kết thúc clip nha cả nhà ơi. Đợi mỏ neo lên đây, thành quả mất mỏ neo. Rồi bị mất mỏ neo nha cả nhà. Dấu cắt à. Anh chồng mình đó có dấu cắt rồi, cắt đứt mất mỏ neo rồi. Rồi thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình. Video mình đây sẽ được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nha. Cả nhà. Bị mắc bỏ neo.